Video này thì sẽ không phải về nấm, mà sẽ là một tập đặc biệt mở màn cho Giáng sinh. Giáng sinh năm nay thì mình thấy khá là hào hứng hơn các năm khác, vì đã trải qua một mùa lockdown quá là dài. Giáng sinh sẽ là dịp để tinh thần trở nên tốt hơn, chuẩn bị kết thúc một năm đầy Covid. Giáng sinh với mình lúc ở Việt Nam thì thực sự là không quan trọng, vì nó cũng không phải là truyền thống của mình. Nhưng từ ngày sống ở nước ngoài, lúc đầu mình sống ở Nhật, mình học ở Nhật khoảng 4 năm, thì Giáng sinh cũng là dịp rất vui, vì phố phường ở Nhật trang trí dịp Giáng sinh thì rất là đẹp. Và đặc biệt là lúc sinh viên thì mình đi làm khá là nhiều, và mỗi dịp Giáng sinh thì lương sẽ tăng gấp đôi. Chính vì vậy là mình rất là mong chờ mỗi khi Giáng sinh đến. Giờ khi chuyển sang sống ở châu Âu thì Giáng sinh với mình lại có một ý nghĩa khác hẳn. Nó là dịp lễ rất lớn, có rất nhiều truyền thống và hoạt động trong Giáng sinh. Mở màn cho Giáng sinh là dịp để đi mua cây thông. Và hôm nay thì mình cùng bạn tài xế trăm năm cùng đi mua cây thông. Bọn mình đến một nông trại không quá xa nhà, khoảng một tiếng, chưa đến một tiếng đi xe, để chọn một em thông mang về. Xong bắn vào hái lượm đây, nhưng đâu cũng phải mang theo một cái giỏ xinh xinh. Và phát hiện ra là có rất nhiều trà hoa cúc mọc lại ở đây. Đi đâu cũng có thể tìm thấy mushroom này. Nấm này thì được gọi là turkey tail, cũng thuộc họ nhà polypore, cùng họ với nấm linh chi, có thể phơi khô để uống. Khá là tốt, rất là tốt sức khỏe, có tác dụng lọc máu và tăng cường sức đề kháng. Đây, cây nấm màu rất là đen. Nó đen này bởi vì nó rất là già rồi. Lúc nó non hơn thì nó sẽ là màu nâu tươi hơn một chút. Đây là một trong những loại nấm độc chết người, rất là nguy hiểm. Vì nhà cũng không phải là to lắm, nên là phải chọn cây vừa phải thôi. Mà mình thích cây to cơ, tại vì cây, tất cả các cây ở trong này giá đều bằng nhau, nên là chọn cây to thì thích hơn. Đây, cây bé tẹo này thì cũng cùng giá này, 30 đồng. Ôi, cây nào nhìn chung cũng yêu, không biết là nên chọn cây nào. Trong lúc bạn chồng tiếp tục đi thị xác để chọn thông, mình lại thấy một bụi hoa cúc, hay là quyết định hỏi ít hoa cúc đã. Hoa cúc này thì mọc khá là nhiều, mọc dại, và chính là loại trà hoa cúc mà các bạn hay mua ở trong siêu thị để về uống. Một trong những loại trà thảo dược rất phổ biến trên toàn thế giới, chamomile. Loại trà này thì uống rất là tốt cho sức khỏe. Sau một hồi chọn thì đã quyết định là cây này, chính là cái cây gần như là cây đầu tiên mình chỉ. Bạn chồng thì kêu là to, nhưng mà mình vẫn thấy thích cây này vì dáng rất là đẹp, mặc dù là hơi to một tí, nhưng mà vẫn thích cây to mà.
thì là nhất định mua cây này. Chuyên gia cắt cây luôn các bạn ạ. Trong đúng một nốt nhạc thì đã cắt xong cái cây. Nếu mà đưa cho mình cắt thì chắc là cũng phải mất mấy tiếng cầm cái cưa. Và bác ấy cắt đúng là chắc phải khoảng 1 đến 2 phút là xong một cây. Sau đó thì họ sẽ wrap lại và chắc phải là dùng ni lông quấn lại để cho cái cây nó thon gọn lại trước khi cho lên xe. Bây giờ là không biết làm sao để mang được về nhà đây. Xe hơi bị bé. Xe thì bé mà tha mua cây to. Nhưng bây giờ là không đóng được bút lại. Phải nhét mãi. If you get a stand that has water in it, you know the way that you can put the water in the stand, that'll be like brand new when you leave it in general. Trước khi về còn hỏi bí quyết để giữ làm sao cho cây được tươi lâu. Thì bác ấy cũng chia sẻ là sẽ mua một cái trụ để dựng cây, thì mua loại trụ mà có thể cho nước vào được, và sau đấy thì cho một ít đường thì cây sẽ xanh tươi cho đến hết tháng 1. Mình thì cũng không hy vọng là nó xanh tươi cho hết tháng 1 đâu, nhưng mà thôi, dù gì mà nếu mà xanh tươi hết tháng 1 thì cũng tốt. Cây rất là đẹp, xanh cả một vùng và một góc nhà, nên cảm giác nhà cũng sẽ ấm cúng hơn. From Greystone direction. Yeah. Yeah, thank you. Nhét mãi mới được cái cây lên xe. Đúng là hết cả chỗ để ngồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ lái về và bê cái cây vào trong nhà. Đây, cây chạm gần đến trần, chiếm cả một góc nhà, khá là to. Và tán thì rất là đẹp, nên là mình cũng khá hài lòng với cây thông mình chọn. Hơi to một chút, nhưng sẽ có cảm giác ấm cúng hơn. Và khi trang trí thì sẽ làm rực lên cả một khu vực trong nhà.